con, y như là chân thật này. Uttamange na vandehang wa dhammancha duvitang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Supatipanno bhagavato savaka sangho ucupati chupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho sammicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisayukani attha purisapukkala ê sơ bá gá quá tô sa vô cá sẵn cô a hù nay yô pa hù nay yô đặc khi nay yô an cha lê lý cá rí nay yô an út ta răng phu nha kê tăng lô cá sa ti nát thi mê sa ra năng an nhân sẵn cô mê sa ra năng hoa răng ê tê na sách chê vách chê na hâu tu mê chà giá măng gà lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. U ta măng ghê nó quạnh đê hăng sẵn gan cha tu vi đô ta măng sẵn ghê yô kha lý tô đô sô sẵn cô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lại hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Vanda mi che ti yang sabbang sappathane supati ti tăng sari rikatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada vanda mi che ti yang sabbang sappathane supati ti tang sari rikatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada vanda mi che ti yang sappang sappathane supati ti tang sari rikatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đà Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đà Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đà Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thời trong khắp mọi nơi. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, theo lời dạy của Sư Thanh Tâm thì bây giờ là thọ trì tâm quy và ngũ giới. Dạ, con kính lễ Sư Nguyên Thông, con kính kính chào đạo tràng. Dạ, kính chào anh Thính Pháp. Dạ, anh có bữa nay có rảnh để mà thọ trì tâm quy và ngũ giới không anh? Mời anh, nếu mà anh rảnh đại diện cho đạo tràng thỉnh Sư Nguyên Thông truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng nha. Dạ, dạ mời anh ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ cùng đồng thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng lắng lòng thanh tịnh để thọ trì tâm quy ngũ giới ạ. Dạ. Bú ca sa mê dân phạm tê quy sâm rắc khá năng thà gia tí sa na nê na sa bánh chà sĩ la ni ya cha ma tu tí yam bi mê dân phạm tê quy sâm rắc khá năng thà gia tí sa na nê na sa bánh chà sĩ la ni ya cha ma
ta ti yam bi me yang phan te vi sam vi sam rakhanan tha ya ti sanane na sa ban cha si la ni ya cha ma. Dạ, con xin tôn thỉnh nguyên thông trao truyền tam nguyên ngũ giới cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Gia. Dạ, dạ, dạ. Kính thưa sư Nguyên Thông, nếu mà sư Nguyên Thông có thấy hai cái giống ngang kế bên cái mic á, sư có thể bấm vô đó xong rồi sư đi ra. À, có một lúc con cũng bị như vậy, cái con vào đó, cái con ra, cái con có thể nói được. Để xin thư sư thử nha. Dạ, nếu mà sư thử không được thì chúng con sẽ mời sư Pháp Trang truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Nhưng mà trước nhưng mà sư Nguyên Thông thử thử nha, rồi nó rồi dạ mời sư. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ sư Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào đạo tràng. Không biết sư Pháp Trang có nghe được Kevin không ạ? Thôi thì sư xin phép nha. Rồi, kính mời sư Pháp Trang truyền giới ạ, kính mời. Nam mô Phật Thầy Giá, xin thành kính đảnh lễ trường tọa Trân Tâm. Xin chào sư Nguyên Thông cùng toàn thể quý vị tu nữ và chư Phật tử. Và để không mất thời gian của đạo tràng, con xin được đại diện thượng tọa Thanh Tâm cũng như chư Trung Đức đẩy truyền vô giới đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Nam mô Ta Sa Phật Ca Va To Arahato Samma Samputhasa. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami, Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami, Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami.
Tateyampe potahang saranang gacchami. Tateyampe tamang saranang gacchami. Tateyampe sangkang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyami buddhang saranang gacchami, dutiyami dhammang saranang gacchami, dutiyami sanghang saranang gacchami, tatiyami buddhang saranang gacchami, tatiyami dhammang saranang gacchami, tatiyami sanghang saranang gacchami. Saranang parapunang panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami musavada veramani sikkhapadang samadhi kame samacchacara veramani sikkhapadang samadhiyami musavada veramani sikkhapadang samadhiyami surame rajamacchapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumicchacara veramani sikkhapadang samadhiyami musavada veramani sikkhapadang samadhiyami surame raya manjappamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imane panca sikkhapadani sadhukang katva apamadena nacakalang sammarakkhitappang silena sugaten yanti silena pokasampada silena niputin yanti tasma silang viso taye. Ama phần tê phần tê dạ cho con tập luyện cái phần này. Dạ, con không bị lộn chỗ này. Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, sau đây thì con xin kính mời đạo tràng cùng con sám hối Tam Bảo ạ. Bút tâm mạng ghê na quần đề hằng bà đá phát sơ phản xùm bà rút tâm mạng bút thề yô khá lý tô đô sơ bút thô khám tu tăng mà mạng bút tâm mạng ghê na quần đề hằng tham mạnh cha đu bút hằng hóa răng tham mê yô khá lý tô đô sơ tham mô khám tăng khám tu tăng mà mạng Uttamang gena vandehang sankhang chadu uthottamang sankhe yo khalito doso sankho kamatutang mamang. Sau đây thì con kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, kính thỉnh sư chúc phúc cho chúng con trước khi chúng con vào lớp học ạ. Dạ, kính mời sư Pháp Trang ạ. Ê ta la tha su ke ta ra la ha po ta sa sa ne a ro ra su ke ta ho hi sa ha sa pe he nya te pe pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va ta sa pa po ta nu pa ve na sa da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va ta sa pa tham ma nu pa ve na sa da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra can to samba deva ta sa pa sang ka nu pa ve na sa da sa ti pa van to te se te ya cha na ra tha se ta ma ta se ta ma ta se ta ma to e dam pa lang e ta smien ra ta na ta ya smien samba sa da na che e ta som. Sa thu sa thu lần thay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng chư ân sư Pháp Trang để truyền trao tăng nguyên ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Xin cảm ơn đạo tràng để cùng con thọ quy tăng thọ trì tăng nguyên ngũ giới được viên mãn ạ. Dạ, sau đây con xin nhường mic lại cho ban MC để điều khiển chương trình tu học ngày hôm nay. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chị Nguyên Như ơi, chị có đó không? Cho xin bàn tay xinh đẹp của chị ạ. Dạ, con kính đến lễ sư Pháp Thanh ạ. Hoặc là chị Nguyên Trang. Dạ, mời chị Nguyên Trang nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. 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 Dhamma de sanaya chana gatha. Brahma chaloka tibati sahambati katanjali antivarang aya. Chatha santi tasantapara chakha chatika dese tu dhammang anukambimang bachang. Sắc tham ma phê rin vinayan cha ca yan sút tan cha ban tham api tham ma chấm mang a cô ta yan to cha tu sắc cha đan đăng bắp bồ thanh ye ye barisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngoài khắp chốn ni, thối tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng
kính cung thỉnh sư Pháp Thanh, Thường Vi Hoan Hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ sa thú, con đã thấy bàn tay của sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đỉnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Tiếp tục phần cái bài học trong phần tứ như ý túc. Hôm nay chúng ta đến cái phần thứ hai là cần như ý túc hay là sự tinh tấn. Cần ở đây là sự chuyên cần, nỗ lực, rồi có sự tinh tấn, thì đây là cái yếu tố giúp cho thành đạt nguyện vọng. Hôm qua chúng ta là học dục như ý túc, tức là cái có cái nguyện vọng, mình có lên cái nguyện vọng rồi, mà nếu mà mình không có sự chuyên cần, nỗ lực thực hành thì cái nguyện vọng mình của nó cũng không thành tựu được. Cho nên á, cái nỗ lực, sự chuyên cần, sự tinh tấn ở đây để đạt được cái mục đích, cái nguyện vọng của mình, thì cần tức là Viriya, ở đây là sự chánh cần, sự nỗ lực trong những cái thiện pháp, sự chuyên cần, sự tinh tấn đối với những cái pháp thiện, thì cái sự chuyên cần này đó, nó đòi hỏi chúng ta đó, trong các pháp. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái chuyên cần, cái tinh tấn này đó là nó rất là quan trọng. Trong 37 pháp trợ đạo chia thành 7 nhóm thì cái chi pháp cần hay là tinh tấn này nó đã có mặt trong 4 chi pháp rồi. Tức là trong tứ như ý túc nè, và ngũ căn ngũ lực nè, bãi giác chi nè, và bát thanh đạo. Cho nên cái yếu tố mà tinh tấn nỗ lực này rất là quan trọng trong cái sự thực hành, cũng như trong cái việc học tập. Cho nên nếu mà chúng ta có cái nguyện vọng, chúng ta đặt ra cái chí hướng, cái nguyện vọng rồi, mà nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực chuyên cần thì sẽ không có đạt đến cái mục đích được. Cho nên cái sự chuyên cần này để nó vượt qua những cái chướng ngại, hỗ trợ các pháp đồng sanh có sự mạnh tiến. Rồi nó diệt trừ những cái pháp giải đãi dễ vui lui sụp. Cho nên là trong đời sống thì chúng ta cũng phải biết thực hành cái pháp nỗ lực tinh tấn. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng phải nỗ lực, mình tinh tấn, tùy theo lúc. Thì ở đây trong bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy cho tôn giả Sô Ná, thì xin đọc lại để quý vị nghe hiểu biết thêm về cái sự nỗ lực tinh tấn. Thế Tôn giáo giới tôn giả Sô Ná. Tôn giả Sô Ná trong khi đọc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần, tinh tấn, ta là một trong những vị ấy, nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc,
gia đình ta có tài sản và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của tôn giả Sô Ná như một người lực sĩ, duỗi cánh tay ra khi đang co và co cánh tay lại khi đang duỗi, biến mất từ núi Kích Chát Ca Cù Tá, hiện ra trước mặt tôn giả Sô Ná ở rừng Si Tá. Thế Tôn ngồi xuống một bên, chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Sô Ná đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sô Ná đang ngồi một bên: Này Sô Ná, có phải trong khi thầy độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên, những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần, tinh tấn, ta là một trong những vị ấy, nhưng ta còn chấp thủ, tâm chưa giải thoát các lậu hoặc, gia đình ta có tài sản, có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ sao về điều này, Sô Ná? Có phải thở trước khi còn là gia chủ, ông thường hay giỏi đánh đàn tỳ bà, có phải gì không? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Sô Ná, khi những sợi dây đàn tỳ bà quá cao, trong khi ấy đàn tỳ bà của ông có phát ra âm thanh sử dụng hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Sô Ná, khi những sợi dây đàn tỳ bà quá dùng, trong khi ấy đàn tỳ bà của ông có thể phát âm sử dụng được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này Sô Ná, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy không quá căng thẳng, không quá trùng xuống, dặn đúng mức, trung bình, trong cái đàn tỳ bà của thầy có phát ra hay sử dụng được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Sô Ná, trong khi tinh cần quá căng thẳng, thời đưa đến dao động, khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến bí nhát. Do vậy, này Sô Ná, phải an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm giữ tướng của nó. Thì trong cái bài giáo giới này đó, cái nguyên nhân là cái vị tỳ kheo Sô Ná này đó, khi mà thực hành pháp, vị này quá mức tinh tấn. Cho nên là sau khi mà quá mức tinh tấn một thời gian dài như vậy đó, thì không có đạt được gì, nên cái vị này là bắt đầu đâm ra chán nản, hoài nghi và lui sụp về cái pháp hành của mình. Thì vị Sô Ná này là một cái vị công tử, con của một vị bá hộ, cho nên là ông ta mới nghĩ là bây giờ chắc mình không có duyên, là mình hành hoài mà không đạt, cho nên thôi bây giờ mình trở về cái đời sống thế tục, làm một cái người cận sự nam, thừa hưởng tài sản, rồi mình tạo phước, mình tạo phước bố thí cúng dường cũng được. Cho nên là khi mà cái nhân duyên đó, thì Đức Thế Tôn đã dùng thần thông hiện đến và đã giảng dạy về cái sự nỗ lực tinh tấn nó phải hợp. Nếu mà chúng ta mà tinh tấn quá mức, làm cái tâm mình nó dao động á, thì cũng không thể nào mà chứng được các cái pháp thượng nhân. Mà khi tâm giải đãi dễ vui lui sụp thì cũng không thể nào mà đạt được cái kết quả kinh nghiệm tốt đẹp. Cho nên á, cái tinh tấn là nó phải vừa đủ. Thí dụ bây giờ quý vị nấu cơm, bây giờ thì có những cái phương tiện bằng nồi cơm điện, rồi bếp ga, hay là hoặc là có những cái công cụ. Chứ hồi xưa đó, hồi mình xưa còn nhỏ đó, khi mà nấu cơm thì sao, nấu bằng củi không cho nên á, cái tinh tấn cũng giống như cái củi vậy đó.
À, nếu bây giờ mình nấu cơm mà nếu mà cái lửa mà mình chậm á, hồi cháy hồi không, hồi cháy hồi không thì sao? Cái nồi cơm nó cũng cũng không có chín. À, nó sống nhăn rồi vậy bị đầy. À, mà nếu mà bây giờ mình sợ, à, mình sợ mình đốt lửa quá mức thì nồi cơm nó khét, là cũng cũng không được. À, cho nên á, cái sự tinh tấn á, giống như cái mình nấu nồi cơm bằng bằng lửa củi vậy đó, mình phải giữ cái lửa nó đều 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 vừa phải, à, không quá nhiều mà cũng không không có để nó gián đoạn đó. Thì cái sự tu tập của chúng ta như vậy đó, à, chúng ta phải giữ cái tinh tấn của mình, à, cho nó đều đặn, à, chứ không phải tùy hứng, à, bữa nào khỏe khỏe của mình, à, hứng khởi thì mình hành quyết liệt, còn bữa nào mình cảm thấy quẩy quẩy mệt mỏi quá thôi, chán nản thì mình bỏ dở. À, thì như vậy là cái sự tinh tấn nó chưa có đúng. À, cho nên là cái nỗ lực, à, nỗ lực không phải là quyết liệt, à, mà cũng không phải là buông lơi, à, mà nó vừa đủ vừa phải, à, đều 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 đều. À, đó. Thì khi mà mình nấu nước cũng vậy, nếu mà mình dồn lửa mà đốt ao 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 rồi cái mình bỏ mình đi chỗ khác, à, thì hồi lửa nó tắt hết, à, nấu hoài mà nước nó cũng không sôi. À, đó, thành ra đó, muốn có nước sôi thì sao, mình phải giữ cái lửa cho nó đều đặn, à, thì như vậy sẽ có được cái ấm nước sôi. À, thì cái sự tinh tấn của mình nó cũng phải kiểm soát. À, đó, giống như cái người tài xế mà giỏi, cái người tài xế thiện xảo trong cái công việc mà điều khiển chiếc xe của mình, à, ta biết những cái đoạn đường nào đó thì phải giảm ga, à, biết những cái đoạn đường nào đó thì phải cho nó chạy nhanh được, à, đó, thành ra mình điều khiển như vậy. Còn mình sợ mình cứ chạy cái ga nó thấp, cái chiếc xe nó đi rất là chậm. À, mà nếu mà mình nóng vội, à, mình vội quá, mình tăng cái ga nó quá nhiều thì đem đến cái nguy hiểm tai hại. À, cho nên á, cái sự khéo léo, à, ở đây là chúng ta biết, à, nên lúc nào thì phải cần đẩy cái tinh tấn nó mạnh lên, và lúc nào á, thì phải giảm cái tinh tấn lại. À, rồi, à, trong cái pháp hành thì cái niệm cái tuệ, à, luôn luôn á, phải có sự hỗ trợ của tinh tấn thì nó sẽ giúp cho cái niệm, à, đạt đến định, mà khi định rồi thì mới phát sanh trí tuệ một cách không có khó khăn. À, muốn có được cái sự nỗ lực tinh tấn thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ, phải quan sát, à, xem xét về những cái tai hại của cái tâm dễ vui. À, thì ở trong kho tàng pháp học cũng có 8 cái pháp mà ngăn trở, à, để cái người hành giả mà không có sự tiến bộ. À, bây giờ lạnh quá tu cũng được, nóng quá tu cũng được, à, đói quá tu cũng được, no quá tu cũng được, à, rồi sắp sửa cái mới vừa chớm bệnh, à, cơ thể nó quải quải cũng không tu được, rồi bệnh vừa xong còn mệt quá, còn yếu quá tu cũng được. À, thì cái 8 pháp này đó, cái 8 pháp này là nó là một cái chướng ngại cho cái sự học tập hay là tu tiến. À, thành ra đó, cái vị hành giả phải, à, ta quán sát về 8 cái pháp mà chuyên cần. À,
Thì nếu mà sắp sửa mà mình sắp sửa có cái phận sự, thí dụ bây giờ chùa sắp sửa vài bữa nữa đó, có cái việc là phải tu sửa chánh điện, sửa tăng xá rồi đó, thì bây giờ mình suy nghĩ là bây giờ vài bữa nữa là cái công việc là nó bận rộn rồi, mình có thể là bị bận rộn trong công việc mình không tu được, hôm nay rảnh mình ráng mình tu. Rồi khi mà cái trong cái công việc đó, những cái lúc mà rỗi rảnh á, thì mình nói là hôm nay á bận rộn công việc mình không có tu được, mình không hành thiền được, hôm nay á công việc nó giảm bớt đôi chút rồi, mình có thời gian mình ráng mình nỗ lực mình ráng mình tu tập. Rồi khi mà đi bát, khi mình đi bát không có vật thực, bữa đó đi không có được vật thực, thì thay vì mình nói ôi giờ đói quá không có tu, thì mình phải suy nghĩ là hôm nay không có được vật thực, mình uống nước, nhờ vậy á cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng, mình phải ráng tu. Rồi khi mà được vật thực thì ăn cũng vừa chừng vừa phải, rồi chúng ta phải quán sát xem vật thực này đó là các hàng tại gia cư sĩ rất là khó khăn lắm mới có điều kiện để dâng cúng cho mình, cho nên khi mà chúng ta thọ dụng những cái vật thực này đó thì sao, chúng ta cần phải nỗ lực tu tập để đạt được những cái kinh nghiệm, những cái tuệ giác tốt đẹp để có phước mới hồi hướng lên cho thí chủ. Rồi khi mà cái thân thể mình nó nhốt bệnh thì mình phải suy nghĩ bữa nay nó quể quải muốn bệnh quá, mà bây giờ nó mới chớm thôi, nhưng mà mình còn sức khỏe, còn có khả năng, còn có điều kiện để mình tu được thì mình ráng tu, chứ mai mốt mà nó bệnh nặng lúc đó là không thể nào mà tu tập được. Rồi khi mà vừa qua khỏi cơn bệnh, khi mà vừa qua khỏi cơn bệnh thì mình suy nghĩ là hổm rày do bệnh tật, đau đớn trong thân, tâm đồ này kia nọ nó cản trở mình không có tu tập được, bữa nay nó cũng khá hơn, tình trạng sức khỏe nó đỡ rồi, bây giờ mình phải ráng mình tu đó. Rồi khi mà cái thời tiết mà lạnh quá, rồi mình nói bây giờ thời tiết này nó cũng an ổn để mình tu tập, chứ nếu mà mai mốt nó còn lạnh hơn nữa thì mình lại không được. Hoặc là khi mà thời tiết nó nóng quá, nghĩ bây giờ cái thời tiết này nó nóng nhưng mà mình cũng ráng tu, nếu mà bây giờ mình không ráng tu mình dễ vui, mình rớt vô trong khổ cảnh thì những cái nhiệt não của khổ cảnh nó còn nóng bức, nó khổ sở hơn cái nhiệt não ở thế gian này là gấp trăm gấp ngàn lần. Chính nhờ những cái suy tư như vậy đó thì chúng ta bắt đầu nỗ lực tinh tấn để mà tu tập, để có sự nỗ lực vượt qua tất cả những cái chướng ngại, những cái khó khăn trong học tập nè, trong đời sống nè, trong sự nỗ lực thực hành giáo pháp. Cho nên là khi mà chúng ta có sự nỗ lực tinh tấn và quyết định mạnh mẽ, không có lùi sụp, không có dễ vui, thì chúng ta sẽ đạt được cái nguyện vọng. Nhờ có sự nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ thì sao, chúng ta sẽ đạt được những cái lợi ích, những cái kinh nghiệm rất là tốt đẹp. Do đó chúng ta phải luôn luôn có sự nỗ lực, và cái chi pháp mà cần như ý túc này thì chúng ta cũng phải biết là cái nỗ lực của
phải vừa đủ, phải cần đầy đủ. À, và chính nhờ cái sự nỗ lực, sự tinh tấn này đó, thì cái sự tinh tấn nó sẽ là cái pháp để cùng hỗ trợ, à, hỗ trợ cho các pháp, à, có sự, à, tiến bộ đồng đều nhau. À, không nên để cái những cái pháp nào mà nó lùi sụt quá, à, nó không quân bình thì cũng được. Cho nên á, à, những cái nào cần phải nỗ lực tinh tấn thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực. À, rồi chúng ta cũng nhớ, à, trong cái bài kinh lại Đức Phật dạy á, nếu mà nỗ lực mà dồn ép quá, căng thẳng quá thì cũng không được. À, mà nếu mà chúng ta lơi lỏng, giải đãi, buông lơi, à, thiếu cái tinh tấn thì cũng không được. À, cho nên là phải kiểm soát cả quân bình vừa đủ. À, thì như vậy thì cái sự học, à, sự thực hành, à, của chúng ta mới đem đến cái tiến bộ. Và nhờ có cái sự nỗ lực chuyên cần này á, thì chúng ta sẽ đạt đến kết quả. Thì, à, Pháp Cú Kinh Đức Phật cũng có dạy đó, quý vị học rồi. À, người tinh tấn như ngựa phi. À, đó, cái con ngựa mà nó chạy cái nước bền, nó chạy đều ha. À, thì nó sẽ về đích, à, bỏ sau con ngựa hàng. Con ngựa hàng đây là những cái chỉ cho cái sự giải đãi dễ vui, à, không có chuyên cần, à, trong cái công việc, trong cái phận sự, à, của mình. À, cho nên là cái cần như ý túc này chúng ta cũng phải biết là những cái chi pháp nó cũng rất là quan trọng, à, trong cái đời sống cũng như trong sự thực hành, à, trong sự nỗ lực học tập, à, trong sự nỗ lực để thực hành các pháp thiện. À, do đó mà, à, chúng ta phải cần hiểu những cái pháp căn bản, à, rồi chúng ta phải dùng trí tuệ quán sát và làm cho các pháp nó sanh khởi, à, đồng đều quân bình với nhau, không để cái pháp nào nó quá vượt trội, mà cũng không để cho cái pháp nào nó bị lui sụp. À, thì qua cái, à, phần thứ hai là, à, cần như ý túc hay là tinh tấn như ý túc, thì cũng, à, xin chia sẻ với, à, quý vị một vài cái hiểu biết. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể căn ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử, à, hiểu thêm được những cái, à, pháp căn bản cần yếu để chúng ta có áp dụng vào trong đời sống học tập cũng như, à, sự thực hành giáo pháp. À, cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. À, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau, à, thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và bây giờ là tới giờ, của chúng ta đặt câu hỏi với chư Tăng. Như xin mời quý vị, có cái chỗ nào không có hiểu về bài, xin quý vị có thể giơ tay để đặt câu hỏi trực tiếp với, Ngài Pháp Thanh, hoặc là có thể chat lên màn ảnh để cho Nguyên Như đọc, để cho cả lớp cùng chia sẻ ạ. Dạ, Nguyên Như xin mời anh Ca Vinh. Anh Ca Vinh hay có những câu hỏi hay lắm nè. Anh Ca Vinh giơ tay trước nha. Dạ, sa thú anh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính lễ quý sư, quý Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư,
À, con có cái thắc mắc về cái tham dục và cái pháp dục. Ví dụ như là hành giả chúng con thì chúng con cần phải hạnh ba la mật để mà hạnh ba la mật rốt ráo để mà tiến đến đạo đạo quả niết bàn. Mà khi mà có những việc thiện có những việc thiện thì chúng con ùa nhau mà làm hoặc là hoan hỷ để mà làm. Nhưng mà nếu mà chúng con hăng say làm việc thiện ấy mà không biết tác ý không khéo thì nó qua cái tham dục. Mà nếu mà chúng con làm việc với sự hiểu biết, với tác ý không khéo và tất cả mọi người đều được an vui thì cái đó là pháp dục. Vậy cái sự suy nghĩ đó có đúng như vậy, có đúng không sư, hay là con còn thiếu cái gì nữa để mà định rõ được, hiểu rõ được trong những thiện sự mình làm cái đó là pháp dục hay là tham dục? Dạ xin sư chỉ dẫn ạ. Dạ kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Bây giờ để sư nói lại cái ý của chú Trần Sư Nam này coi phải chú đúng không? Tức là trong những cái thiện sự thì mình ham muốn, mình muốn làm những cái thiện sự đó. Như vậy cái ham muốn trong làm các cái thiện sự này nó có phải là tham dục hay không, phải không? Thì ở đây đó mình phải hiểu nè, mình phải hiểu cái tham dục và cái pháp dục. Cái tham dục ở đây đó là mình tham muốn vào cái tài sản, cái hưởng thụ sắc thinh vị xúc của thế gian, mình đắm nhiễm ở trong đó, mình muốn hưởng thụ, mình khao khát, mình nhiễm đắm trong cái đó mới gọi là tham dục. Còn á, lúc đầu đó chúng ta cũng phải có cái sự tham muốn trong các cái việc mà hành pháp. Thành ra đó cái sự thúc đẩy này đó nó cũng là cái muốn, nhưng mà tham muốn trong pháp. Chúng ta hiểu vậy đó, là pháp dục là như vậy đó. Thí dụ như bây giờ á, lúc đầu á vì mình chán ngán cái sự khổ đau, cho nên á mình muốn tìm đến một cái pháp nào đó để đối trị với cái khổ đau này. Bắt đầu mình hành thiền. Hành thiền thì khi mà mình được trạng một cái trạng thái thủy lạc phát sanh, bắt đầu cái mình cũng thích thú trong cái thủy lạc này, thì mình muốn có được cái sự an ổn này, mình nỗ lực, mình tu tập để đạt được cái trạng thái này. Thì đây á là cái trạng thái gì? Bất thiện mà trợ cho thiện. Cái muốn của cái sự thực hành để đạt được cái trạng thái thủy lạc nó là bất thiện, nhưng nhờ có nó thúc đẩy để mình cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hành pháp. Đến một lúc nào đó khi mình hiểu biết rồi đó, bây giờ đó mình diệt trừ cái tham muốn này đi. Bây giờ đây là nhân, là của cái tâm. Khi mà cái tâm cận định thì cái điều kiện này nó sẽ phát sinh. Dù mình có mong muốn hay không mong muốn thì cái phỉ lạc này nó cũng phát sinh. Mà khi phỉ lạc nó qua rồi á, cái phỉ nó qua rồi thì nó sẽ tới cái lạc. Mà cái phỉ lạc này không phải nó trường tồn, nó cũng sanh diệt. Thì khi mà mình trí tuệ, mình có hiểu biết vậy đó, thì mình sẽ không còn tham muốn nữa. Mà cái thực hành pháp đây là đem đến cái gieo cái nhân đi đến cái lợi ích. Bây giờ á, mình đặt cái cây xuống mình trồng. Giờ mình có mong cầu, mình không mong cầu
Mà nếu mà chúng ta làm tròn nhiệm vụ và chúng ta đặt cái cây xuống, rồi chúng ta tưới nước, chăm phân, rào dậu cái cây lại, đừng có để cho cái sâu bọ đồ nó phá hại. Thì bây giờ mình có mong cầu không, mong cầu gì đến ngày mà cái bộ rễ, cái duyên nó phát triển đầy đủ điều kiện, rồi kia nọ, tất cả mọi điều kiện nó đầy đủ thì cái quả nó sẽ trổ. Thì lúc này đó, chúng ta mong giới thực hành cái pháp, chứ không còn cái mong cầu để cho cái quả nó sanh khởi. Đó, thành ra đó, lúc đầu cái sự hiểu biết của mình còn nông cạn, thì mình phải nhờ cái tham muốn, cái mong cầu bất thiện để trợ cho thiện. Nhưng mà khi mà chúng ta có kinh nghiệm, có sự hiểu biết, trí tuệ phát triển rồi á, thì chúng ta diệt trừ, từ bỏ cái tham muốn này. Thành ra đó, phải biết rằng cái tham dục ở đây á, là nó chỉ cho những cái vấn đề mà chúng ta đắm nhiễm, dính mắc trong cái thụ hưởng của sắc thinh vị xúc của thế gian. Đó mới là tham dục. Còn khi mà chúng ta ban đầu sơ cơ thì phải có một cái sự hỗ trợ, có một cái tham muốn. Mà tâm bi quý tham là bất thiện, nhưng mà tham muốn để thực hành học kinh học pháp nó là thiện, nhưng mà phải lúc đầu phải có cái tham muốn, tức là cái dục á. Nhưng mà cái dục này đó nó hướng về cái điều lành, điều thiện. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta có kinh nghiệm, có trí tuệ, có hiểu biết rồi á, thì chúng ta không có ham muốn nữa, mà nó trở thành cái gì? Nó trở thành là một cái nhiệm vụ. Thì có một cái nàng coi như là phụ nữ á, cái cô này thì cổ là cái người đầy tớ. Đêm đó thì cái người chủ bắt cổ phải thức giả gạo. Đó, đêm đó cổ phải đốt lửa, cổ thức khuya, cổ giả gạo thì cổ mới nhìn lên núi. Cổ nhìn lên trên cái sườn núi, cổ thấy ban đêm mà chư tăng không có ngủ. Các ngài cũng đốt lửa rồi đi kinh hành. Vị thì ngồi thiền, vị thì đi kinh hành. Thì sáng hôm đó cổ mới bạch với chư tăng. Cổ nói là cổ thì tại vì là cái chủ người ta bắt buộc mới cổ phải thích để mà giả gạo. Còn sau các ngày ban đêm không ngủ, mà các ngày lại người thì ngồi, người thì đi kinh hành như vậy. Đó thành ra vì chủ bắt buộc mà mấy người này phải nỗ lực trong cái công việc của mình, là cái vấn đề mà xay lúa giả gạo. Còn các cái vị trưởng lão này mặc dù là thánh tăng hết rồi, đắc quả rồi, nhưng mà vì cái bổn phận, cái nhiệm vụ của mình, chứ lúc này là nó không có cái bất thiện, không có ham muốn nữa, nhưng mình sẽ thấy đây là cái trách nhiệm, đây là bổn phận, cái nhiệm vụ mình phải làm. Lúc đó mình có sự nỗ lực và tiến bộ để mình làm. Thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn cũng vậy. Sau khi mà ngài chứng đặt quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó, ngài đâu có cái lơi lỏng cái nhiệm vụ. Lúc nào ngài cũng có sự nỗ lực tinh tấn. Một đêm ngày ngủ có một canh giờ thôi. Đó, mà ngày nằm nghỉ chứ không phải là ngủ nữa. Có một canh giờ. Rồi còn trong ngày là ngày thực hành đầy đủ tất cả những cái bổn phận. Thành ra đó, lúc đầu là do những cái ham muốn, thì trong này nó còn cái bất thiện. Nhưng mà đến một lúc nào đó, trí tuệ hiểu biết đầy đủ, thì chúng ta thấy rằng cái điều này là
cái trách nhiệm là bổn phận chúng ta phải thực hành, thì lúc đó nó mới là gọi là cái dục chân chánh, hay là pháp dục. Thì cũng xin giải đáp cái sự thắc mắc của chú Cận Sự Nam và chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời dạy của sư đối với câu hỏi của anh Mỹ. Và bây giờ tiếp tục chương trình, xin mời quý vị, vị nào có câu hỏi thì có thể là hỏi thẳng với sư hoặc là có thể chat lên. Thì Nguyên Như có thể đọc. Quynh Thính Pháp, hôm nay Quynh có cái câu hỏi nào không để cho cả lớp cùng chia sẻ kinh nghiệm với anh? Anh có thể giơ tay lên được không ạ? Mấy người lớn mà mấy người giỏi hôm nay sao im ru. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Nhung. Dạ, Ca Vinh hỏi tiếp. Xa thú. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính hỏi sư về cái chi pháp tấn ở trong tính tấn niệm định tuệ đó sư. Cái cần này với cái tấn đó là nó giống nhau hay là có khác biệt chút nào không sư? Dạ, kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì cái chuyên tận và cái tinh tấn này nó đồng nghĩa nhau. Tại vì do cái cách dùng từ có vị thì thích là dùng chữ cần. Cần nó là cái nghĩa của chuyên tận á. Còn tinh tấn thì cái nghĩa là nó cũng một cái công việc mình phải nỗ lực, đòi hỏi có cái sự nỗ lực. Thì hai cái nó khác từ. Một cái là chuyên cần, còn cái là tinh tấn. Thì nhưng mà cái công việc của nó thì nó giống nhau, là một. Thành ra chúng ta hiểu vậy. Có chỗ thì sử dụng cái cần hay là chuyên cần, nó có khi là nó từ Hán Việt. Còn cái tinh tấn, nỗ lực thì tiếng Nôm, thì nó cũng làm cái công việc giống nhau, nhưng mà có nhiều khi nó mặc cái áo này hoặc nó mặc áo khác thì tùy theo cái người. Người tô vẽ cái áo bên ngoài thôi, còn cái việc làm của nó thì giống nhau. Xin giải đáp cái câu thắc mắc của chủ Mỹ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, alo ạ. Dạ, không biết đã trả. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thông. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, trong cái bài học ngày hôm nay là về chánh tinh tấn. Trước khi có chánh tinh tấn thì mình phải tinh tấn, mình phải nỗ lực. Thì con thấy như về bản thân con ấy thì có những lúc con cũng có niềm tin với Tam Bảo, con cũng có tinh tấn, nhưng mà chắc là cái tinh tấn của mình nó cũng chưa đúng mức, hoặc là cái niềm tin của mình nó cũng chưa đúng mức, thành ra cũng có những lúc con cảm thấy con mệt mỏi. Con mệt mỏi trong pháp học và con cũng mệt mỏi trong pháp hành. Con cảm thấy con học pháp mà con cảm thấy con giống như là cái bị bão hòa vậy đó. Con cảm thấy con ngán học, rồi con cũng cảm thấy con ngán ngồi thiền nữa.
thì và cái trạng thái này thì nó không có kéo dài, nó chỉ một thời gian thôi, xong rồi nó cũng trở lại bình thường, thì con lại hăng say trong pháp học pháp hành trở lại. Thì trong cái lúc mà mình ngán như vậy á, mình mệt mỏi như vậy á, thì cái đó là pháp bất thiện phải không thưa sư? Dạ con xin sư giúp con cái khúc đó thưa sư. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thì cái gì cũng vậy. Có khi trên cái bước đường tu học của mình nó có những cái chướng ngại. Thì qua sư nói đó, phải có những cái chướng ngại nó thử thách mình để mình mới biết, mới biết mình như thế nào. Ví dụ như mà khi mà mình khỏe mạnh một thời gian mà lâu quá mình không có bị cái gì á, cái bắt đầu cái đâm ra mình cũng ngã mạn. Trời ơi, tôi được khỏe quá rồi, tôi bây giờ tôi không có sợ cái gì hết nào. Nhưng mà lâu lâu á, mấy cái con virus, mấy con vi trùng gì đó, nó tấn công mình cái nó tấn công mình cái mình bị một cơn bệnh để mình thấy rằng á, mình chưa có ngon lành gì đâu, mà mình cũng còn ấy lắm, còn phải ráng nỗ lực tu tập chứ chưa phải là đạt được cái gì cao siêu đâu đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta học hoặc là chúng ta thực hành một thời gian lâu dài rồi, cái nó đâm ra nó gọi là trơ lì, nó trơ lì. Học thì không muốn học mà hành cũng không muốn hành. Cho nên á là có những lúc có những lúc chúng ta cũng phải nghĩ kiểu gì thấy á, trong cái những cái bài hát cũng vậy, đâu phải mà nó cao trào hoài, nó lên nó xuống, lên nó xuống rồi á, nó có những cái khoảng lặng ha, để chị xuống đến những cái khoảng lặng đó để nó chuẩn bị, nó bắt đầu nó đi lên ha. Quý vị thấy không, qua cái những cái dịch bệnh vừa rồi đó, để mình thấy phải không, cái sự tiến bộ của khoa học y học rồi đó, nó cao trào, nó lên cao, đỉnh cao rồi, quá tiến bộ rồi. Nhưng mà sao, cái dịch bệnh nó xảy ra để thấy rằng á, cái sự tiến bộ của khoa học, của y học, nó vẫn còn nó vẫn còn có những cái loại những cái loại virus, những cái loại bệnh có thể xâm nhập được cái xã hội nó ồn ào rồi sao, phải có cái sự cách ly trở về cái trạng thái vắng lặng đó. Nó lên tới đỉnh cao phải không, rớt xuống rồi đó, là để gì, để chuẩn bị lên lại hay là quý vị nhìn cái dòng sông như vậy đâu phải là cái dòng sông mà nó bình vậy hoài nước nó lớn tràn bờ sông, sông cạn trơ đáy khi mà tràn trơ đáy là bắt đầu nước nó lớn trở lại, mà khi mà chúng ta thấy nước nó tràn bờ là chuẩn bị nó đi xuống. Thì cái quy luật của tự nhiên cũng vậy, cái sự vận hành của pháp là như vậy thì cái vận hành của pháp ở trong nội tâm, trong thân chúng ta cũng vậy khi mà nó mong cầu, mong muốn, giống như hồi nãy xin nói là có cái tác ý bất thiện trợ cho thiện đó. Mong cầu mong muốn tinh tấn đó, giống như cái bài của cái vị trưởng lão Sô Nán vậy, tại vì mong muốn đạt được
Cho nên tinh tấn quá mức mà không đạt được. À, không đạt được thôi chán nản. Thôi, về về nhà làm cư sĩ, rồi có tài sản, có tiền của, rồi mình đi làm phước, mình bố thí rồi kia cũng được. Thấy không? Đó, thành ra đó, cái gì nó cũng vậy. À, mình có sự cố gắng nỗ lực, rồi có một lúc nào đó, đâu phải mình cái sức mình bền vô địch. À, có lúc thì nó cũng xuống, nó xuống, nhưng mà mình đừng có buông lơi. À, đừng có rời bỏ cái nhiệm vụ, cái chí hướng, cái hoài bão của mình. À, mình biết, à, đến những lúc phải cho nó dừng nghỉ, à, cho nó nghỉ tạm một lúc, để gì? Để bắt đầu lấy cái thế để bắt đầu đi lên nữa. À, thì cứ như vậy, cái quy luật của nó. À, khi nào mình thấy nó mệt mỏi, à, ấy thì mình có thể, ví dụ như bây giờ đó, mình hành thiền, nhưng mà mình cảm thấy ấy, thì mình có thể mình chuyển qua mình đọc pháp cú kinh. À, mình cũng giải, mình đổi cái đề mục. À, nhưng mà mình cũng vẫn sống trong pháp. À, thay vì mình học mấy bài kinh dài quá mình ngán. À, lâu lâu cái mình thấy nó quẻ quá, thôi bây giờ mình đọc một vài câu pháp kinh, pháp cú kinh gì đó, một vài bài coi như kệ động tâm. À, đó, thành ra đó, để mình chuyển đổi, cái sự học của mình, nhưng mà mình cũng sống trong pháp. À, bây giờ mình ngồi hoài biết nó cũng chán, giờ mình phải đi. À, thay đổi hoài nghi rồi mình đi. À, mình đi một đoạn, một lúc nào đó rồi mình ngồi. À, thì các cái hoài nghi nó cân bằng thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Thì cái sự thực hành hay là hoặc cái sự học mình cũng vậy. À, có lúc mình cũng cần phải thay đổi cái đề mục, cái phương pháp mình học. À, hoặc là thay đổi cái hoài nghi trong khi mình hành. À, nhưng mà chúng ta vẫn sống trong pháp, chúng ta vẫn giữ sự chánh niệm tỉnh giác, chúng ta vẫn hay biết đầy đủ. À, sống với trí tuệ thì như vậy á, thì chúng ta sống ở trong pháp thì sẽ có sự an ổn. Và chúc cô Kim Nhung nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý đạo tràng, trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái câu hỏi của con thì nó hơi lạc đề tí xíu, nhưng mà trong bài pháp ngày hôm nay sư có giảng về các pháp thượng nhân đấy, thưa sư. Như vậy thì pháp thượng nhân thì gồm có những pháp nào và nên tu tập như thế nào để có được những pháp thượng nhân, thưa sư? Bên cạnh đó, pháp thượng nhân chỉ dành cho các vị thánh nhân là chứng đắc từ sơ quả cho lên, hay là phàm phu chúng con có được những pháp thượng nhân không, thưa sư? Dạ, thưa sư giảng những cái điểm này. Dạ, ba Phật con xin xin biết ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, thì chúng ta là phạm nhân. À, rồi bây giờ nếu mà mình có sự nỗ lực tu tập, mình có những cái hoài bão, có những sự nỗ lực tinh tấn, thì mình sẽ đạt đến những cái pháp cao quý tốt đẹp. À, thì từ phạm nhân, bây giờ nếu mà mình nỗ lực, mình học hỏi, rồi mình tìm hiểu Phật pháp, rồi mình gìn giữ giới, với cái có sự hiểu biết, với cái trí tuệ, mặc dù cái trí tuệ này nó còn phàm, nhưng mà mình trở thành là cái người phạm nhân. Nhưng mà phạm nhân có giới, có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì nó tiến từng bước như vậy. À, rồi nếu mà trong cái đời sống, chúng ta nỗ lực
chúng ta thọ trì gìn giữ những cái học giới một cách tốt đẹp. À, rồi khi mà trong tất cả các hoài nghi, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, bất cứ vào phút nào mà chúng ta không để cho cái những cái phiền não, những cái ác bất thiện pháp nó sanh khởi ở trong chúng ta, trong tâm chúng ta, thì lúc đó đó là chúng ta hoàn toàn sống trong tốt đẹp an ổn, thì gọi là giới tăng thượng. Giới tăng thượng. Rồi nếu mà cũng trong sinh hoạt, trong đời sống, bất cứ lúc nào, mỗi mỗi giây phút mà chúng ta có đầy đủ cái chánh niệm tỉnh giác, không để cho tâm bị phan duyên theo trần cảnh, hay là hoặc là những cái đạo hối, những cái triền cái nó sanh khởi, thì gọi là gì, tăng thượng tâm. Đó. Rồi nếu mà tăng thượng giới, tăng thượng tâm này nó đầy đủ đó, thì mới đưa đến cái tăng thượng tuệ, hay là tuệ giải thoát. Đó, thì nó đi từng bậc. Bây giờ á, mình là phàm nhân, rồi mình phải trở thành phàm nhân có giới, tức là tiến bộ một chút, rồi nhờ có sự học tập về kia nọ đó, mình đạt được đến cái tăng thượng giới, tăng thượng tâm, mới đi đến, đạt đến những cái tầng thánh hữu học. Rồi nếu mà những tầng thánh hữu học này nỗ lực tiếp tục nữa, thì chúng ta mới đạt đến những cái tầng thánh vô lậu. Đó thì bây giờ thì nó đi từng bậc như vậy. Bây giờ mình là phàm nhân là thấp nhất rồi, nhưng mà khi mà mình đạt được cái phàm nhân mà có giới, có tuệ, có sự hiểu biết đây, chứ chưa phải là tuệ giải thoát đây. Là mình thấy mình có sự tiến bộ rồi, mình cũng có sự tăng thượng lên rồi, tăng thượng rồi, hơn cái người phạm nhân bình thường. Đó, chứ so với cái gì mà thánh hữu học mình còn thua. Nhưng mà mai mốt á, là mình phải cố gắng nỗ lực cho phát triển tăng thượng nữa, lên cao nữa. Đó, thì khi mà đạt đến cái tầng thánh hữu học thì so với cái tầng thánh vô lậu nó còn thấp, nhưng mà so với cái phàm nhân và cái phàm nhân mà có giới thì nó cao hơn. Đó, thì cái sự tiến triển, cái sự tăng thượng này đó, nó đi từng bậc như vậy đó. Rồi chúc chủ Cảnh Sư Nam nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi cho các bạn đạo. Dạ, Nguyên Như cũng có một câu hỏi, con thấy là bây giờ là 10:19. Con nghĩ là con cũng hỏi thêm một câu hỏi nữa Bạch Sư. Bạch Sư, khi mà mình học thì mình có pháp học, rồi mình có pháp hành, rồi mình có pháp thanh. Xin Sư nhắc lại cho tụi con là cái lúc mình bao nhiêu tuổi thì mình nên học pháp học, rồi lúc bao nhiêu tuổi là mình nên học pháp hành, còn bao nhiêu tuổi là mình phải học hai thứ cỡ ngang nhau, Bạch Sư. Cái đó con cứ nghe Chư Tăng nhắc hoài mà cứ quên hoài. Dạ, con xin dâng mic lại cho Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Sự thật ra đó, chúng ta phải học rồi phải hành. Mà cái sự học sự hành này đó,
không phải là nó chia ra từng thời kỳ, nhưng mà nó tùy theo điều kiện của mỗi người. Thì quý vị thấy rằng trong đời sống có những người trí tuệ nó phát triển sớm, rồi có những người thì cái trí tuệ nó phát triển chậm. Thì tùy theo cái duyên, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Thành ra nói thì nói vậy đó, chứ còn tùy theo mỗi duyên nghiệp của mỗi người. Cái thời mà thiếu niên, cái trí tuệ sức khỏe chúng ta còn mạnh, trí tuệ nó còn sáng suốt, thì mình ráng mình học pháp rồi cho nhiều. Nhưng mà không phải học không, mình cũng có thể hành pháp, nhưng mà lúc này cái pháp học nó vượt trội nhiều hơn. Rồi đến một lúc mà cái sức khỏe mình á, cái trí tuệ mình nó cũng suy giảm rồi, thì bắt đầu á thì mình chuyên tâm vào cái hành nhiều hơn. Nhưng mà không phải hành mà mình bỏ học. Cho nên á, cả cái học và cái hành á, nó đều đi song đôi với nhau. Đó, thành ra tùy theo điều kiện. Nếu mà mình thấy bây giờ cái điều kiện sức khỏe, điều kiện trí tuệ mình á, còn mạnh mẽ, sáng suốt, mình ráng mình học, để mai mốt là khi mà sức khỏe trí tuệ nó xuất kém rồi đó, thì làm sao mình học được. Đó, rồi khi mà mình biết bây giờ thôi, giờ cũng khá lớn tuổi rồi, trí tuệ bây giờ nó mụ mẫm, nó chậm lục rồi, rồi thì bây giờ mình phải ráng nỗ lực mình hành, mình cũng học, nhưng mà giảm bớt học lại. Mình cần học đi học lại những cái gì mà mình đã hiểu biết, mình tìm thêm những cái điều mới, nhưng mà ít ít thôi. Bây giờ cái trí tuệ mình nó chậm lục rồi, bây giờ mình ráng mình nỗ lực mình giữ những cái gì mình còn hiểu biết sáng suốt đầy đủ, những gì mà mình đã học là quý lắm rồi đó. Thành ra đó, hai cái pháp học pháp hành này là không thể nào mà tách rời nhau được. Trong học thì phải có hành, mà khi mà hành thì phải có học. Mặc dù chúng ta không học những cái điều gì mới, nhưng mà ta học lại những điều mà mình đã học, tìm kỹ sâu hơn, rộng hơn, để chúng ta hành cho nó đạt được sự tiến bộ tốt đẹp. Thì tùy theo mỗi người, chứ còn bây giờ mà nói mà từ cái khoảng tuổi nào tới tuổi nào thì đúng với một số chúng sanh, nhưng mà có một số chúng sanh khác thì nó không đúng. Thành ra đó, tùy theo cái quan sát của mình để mình biết rằng mình đang ở cái giai đoạn nào, để mình có sự nỗ lực mình học cho nhiều, rồi cũng học cũng có hành. Rồi đến một lúc nào đó, mình đang ở cái giai đoạn nào đó, thì mình hành nó vượt trội hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải học. Thành ra cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Như. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin tri ân những lời dạy của sư Pháp Thanh, và con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con xin nhân mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Vatu sabba mangalang ratang tu sabba devata sabba buddha nupave nasada sauti pavang tu te pavatu sabba mangalang ratang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada sauti pavang tu te
Vavatu sabba mangalang radhang tu sabba devata sabba sankha nupave nasada soti. Vavang tu te tất phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ, đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thụ bê khà rê bồ thi khà rê tà hình tà hình. Tà thầm mà đá nê na phá hoành tu bù chi ta sọ thình cà rốt tê ta huy hà ra măng đá lê. Thế ra cha mánh cha na hoa ca cha phình khá vô xà ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gamma cha de sa ni gamma cha ya sa ra sampa na phu ta sukita pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha va san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ca ron thu san kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la san khu ho tu sa mắc go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô tinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vui đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu ý đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và con xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ tư, cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam. Chúng ta lại ôn bài về những bài vi diệu pháp của Thầy Kinh Ni Lan Đa ngày xưa. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.